Đâu? Chờ xem. Đã hết mồ hôi luôn hả? Đâu, người nó nhét nhét mà dính dính ấy. Đúng đường này không ngượng đâu. Đây đường này được con ơi. Xuống được không? Được, xuống đi. nói một câu rất có duyên. Không mặc quần à? Mất tè. Cô Tuấn ơi, lấy gì mà em đá nhá? Không, cứ xuống đây đá. Đá. Xuống bơi đi Nam. Để con xuống. Chúng ta chạy ra quần. Có con gì á? Con gì á? Con cua. Đâu? Ở đâu ra hay thế nhở? Nãy giờ chị mày xuống. Ô, con cua to chưa? Con sờ, con dám sờ con cua không? Không. Để đâu bây giờ, để đâu đây bê? Hả? Bây giờ để đâu đây? Chân em không có bây phải chơi đất. Bây giờ này, bỏ vô cái bọc bim bim này này. Ừ, bỏ cái bọc này chôn dưới đất này này. Đâu? Bỏ cái bọc chôn dưới đất. Chôn hả? Tí nó về lấy. Con gái xuống tắm đi. Đi xuống đây với chị. Để trước bố Tài dạy bơi cho rồi mà. Nhưng mà với sóng nó sang sang nó sợ. Nó sợ. Từ từ đã, đứng yên nhá. Cục đá đấy, em biết cục đá ở đấy. Em đi được cơ mà. Con chó nó muốn qua kìa. Chó này, đấy, đấy này. Nhìn con chó kìa. Chúng em làm đây, chúng em làm bấu nha. Cho con túm chân bố. Tự bơi đi chứ. Đi ra chỗ kia nó khoảng thì chỗ này nó có nhiều đá nước mà. Đi ra kia xong rồi tập bơi, Nam với tụi thì tập bơi. Đi.
Nào, để em tự bơi đi xem nào. Mát không? Thì đâu rồi, vào đây. Đây, ra đây đi. Kệ em đi con. Anh Nam bơi được vào đây nè. Con thì đi lên kia xem nào được không? Nhà xem nước nó cạn được con không? Ở đây là cạn mọi người á. Đi lên đây nè. Ôi nó nặng luôn kìa. Đập đầu đá bây giờ. Này con chó nó tìm con cua kìa. Thôi. Nước ở đây nước mới trong này.